Rất vui được chào đón quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và xã hội được thực hiện bởi tổ hợp luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn à, Và thanh mai xin quý vị à, lấy ngay một cái viết để ghi số à, ghi xuống số phone của văn phòng Để khi có hữu sự mình gọi vào ngay Đó là 714-590-1700 Văn phòng luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn Và xin trở lại với luật sư Tha Nha Hồi nãy giờ mình nói là vấn đề làn sóng tị nạn ở các nước Trung Mỹ Bây giờ à, mình trở về cũng là vấn đề tị nạn nhưng mà là dạng người lớn và đây là một vấn đề đang xảy ra tại quê nhà đất nước Việt Nam của chúng ta à, quý vị biết là trong uh, mấy năm qua đó về vấn đề Formosa là ô nhiễm môi trường à, và nhất là vấn đề biển cả xảy ra rất là nặng ở miền Trung và đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An cho nên từ khi mà có vụ mà nhiễm uh, uh, chất phóng xạ ở bờ biển của Nghệ An đó thì rất nhiều người dân người ta đứng lên người ta uh, biểu tình À, và chính vì những cái sự biểu tình này mà đẩy người ta vào cái đời sống khốn khó bởi vì chính quyền họ bắt những người biểu tình như thế này à, và những người biểu tình này họ họ bị có thể là bị bỏ tù vì biểu tình chống đối những người thi hành công vụ à, cho nên là họ phải tìm đường họ, họ họ đi dưới cái ách mà kìm kẹp của à, à, chính quyền ở trong nước và đây là một cái làn sóng mà gọi là à, tị nạn nhưng mà tị nạn là vượt biên bằng đường bộ so với chúng ta ngày xưa là vượt biên bằng đường biển thì những người này họ cũng bay đến đất nước Trung Mỹ rồi từ Trung Mỹ họ mới đi xe bus vòng vòng dòng, dòng dài 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 đến Texas hoặc là đến Mỹ và xin tị nạn dưới dạng chính trị và luật sư Tha Nha là thời gian gần đây có thủ lý một cái hồ sơ hết sức đặc biệt về dạng này xin luật sư Tha Nha gửi đến chia sẻ cái câu chuyện chi tiết dạ yeah, so gần đây Tha Nha cũng được um, vài thân chủ cũng xin tị nạn mà người Việt Nam. Ừ. Uh, xin tị nạn bằng cách là um, vì bảo vệ uh, cái gì đó um, protest. Yeah, tức là biểu tình, biểu tình, yeah. biểu tình về dự Formosa. So Thôi uh, thoa nhà có một người thân chủ rời Việt Nam hồi tháng 2 hai 2020 ừ. trước Covid. Ừ. và rời Việt Nam có ý định là để qua Mỹ uh, và xin tị nạn. So anh chàng này bay từ Việt Nam qua Chile chile khi si bay qua chile rồi á thì thì lại bị covid ừ. sau so, thay vì bay bay qua chile xong rồi bay đến mỹ để xong rồi mới lên biên giới việt mỹ để xin thì nạn thì ảnh bị stuck ở chile không có bay ừ. không có bay không ra bay khỏi được. chile được ừ. phải ở chile một năm ừ. ở chile một năm sau rồi mới bay đến mỹ rồi uh, hồi tháng tư thì lại đến biên giới của mỹ để xin thì nạn ừ. và hơn hơn là bây giờ ảnh cũng được vô tại vì um, Uh, we, những người mà ở mỹ mà xin tị nạn qua bên mỹ bây giờ thì không được vô chỉ gọi ra những đứa con nít thôi mm. mà than, anh anh việc anh chàng này thì được vô và bây giờ đang bị giữ ở new mexico để cũng là cũng để để xin um, để cho ảnh có quyền nộp đơn xin tị nạn ở mỹ ừ mm. dạ yeah. so rời việt nam cả một năm rồi mà bây giờ mới đến mỹ ừ vậy thì với những cái dạng mà tị nạn như thế này thì cái thủ tục xét duyệt có khác gì so với dạng mà tị nạn mà những đứa trẻ đó không luật sư thì uh, những đứa trẻ thì được thả ra để đoàn tụ với gia đình của mình nhưng mà người lớn lại không được thả ra uh, chỉ có những uh, những cái chương trình đặc, uh, đặc biệt mới được thả ra giống như là bây giờ thì hiện bây giờ thì tại vì bị uh, nhiều hội từ thiện uh, ép quá nên sở di trú phải thả những người nào mà mà có thể là bị bệnh COVID, ừ. COVID có nghĩa là um, bị diabetes hay là cholesterol hay là những cái bệnh đó thì có thể bị lây like COVID thì mới được thả ra còn không thì phải bị giữ lại trong tù để uh, nộp đơn trong lúc mà mình nộp đơn xin tị nạn. Ừ. Yeah. À, tù di trú thì thanh mai theo luật sư chắc là luật sư có vào tù di trú rồi thì tù di trú có khác gì so với tù hình sự không luật sư ha? thì nó dễ dàng hơn dễ dàng nhưng hơn. mà đặc biệt cái anh chàng này á thì lại không biết tiếng mẹ mà không biết tiếng mỹ ừ cho nên ở trong tù di chú thì phần đông là người mẹ ừ ảnh ảnh hơi buồn ảnh đang bị hơi buồn và rất là lo âu rất là sợ vì không không nói chuyện với ai được hết ừ, ừ. cũng hơi hơi tội về vấn đề đó um, thì thì chị mai biết là Tù di trú phần đông là mẹ không mà ừ. ngay bây giờ thì nếu mà không là mẹ thì Central American thì nói tiếng phần đông là nói tiếng ừ. Spanish. Yeah. Yeah. Trong uh, tù di trú như vậy có tình trạng violence không à, luật sư? No, thường thường no. Hình như là có không. Đâu, no. Tại vì ai cũng một có có những cái uh, yeah, yeah. sad stories, ai Đúng cũng có câu chuyện buồn từ quê hương cho nên họ mới đi tị nạn. Đúng rồi. Thành ra chắc là người ta cũng sân si chắc cũng không có hả luật không sư? Không có. Hả? Với lại nếu mà người nào mà mà đã đi tù rồi mà được thả vô tù sau đó ừ. thì thả vô tù với chú ấy, thì thì không có người ta thường thường không có ở chung với nhau nó ừ. nó sẽ chia ra. Chia ừ. ra những người nào mà đã làm đã bị criminal rồi á ừ. thì ở, ở ở chỗ khác ừ. còn những người mà xin thị đạn mới vô Mỹ á, thì lại ở chỗ khác cho nên ừ. những những người đó thì phần đông không có chuyện gì hết. Ừ thôi vậy cũng mừng cho họ. Vậy thì cái thủ tục mà để từ lúc mà họ mướn luật sư rồi luật sư bắt đầu làm thủ tục là filing rồi hearing này kia tới khi nó họ, họ ra được thì mất khoảng bao lâu với luật sư ha? Có thể ít nhất là 3 tháng, 3 tháng đến 1 năm. Dạ. Yeah. 3 tháng đến 1 năm yeah. thì mới ra được nhưng mà nhưng mà những người này mà xin tị nạn mà bị nhốt như vậy phần đông là người ta đâu chưa khi nào vô tù một lần nào hết ừ. cho nên cũng tinh hồn nó cũng rất là uh, uh... Very um, depressing. Dạ yeah, cái tinh thần của họ rất ư là căng thẳng. Căng thẳng dạ yeah, dạ yeah, yeah. yeah. bị bị nhốt vô trong một cái xe all day long. Ừm. phần đông là không không có ra ngoài thì ở giống như gần như như ở trong tù thôi Ừm. dạ yeah, ừ. mà không nói chuyện được với ai hết Ừm, không sao không chừng sao gần thời gian một năm ra khỏi tù biết được tiếng mẹ mà khỏi cần phải đi học dạ yeah. <laughs> đâu biết Đã... được đâu biết được đúng không nhiều khi tại vì mình nói như vậy rồi mới đầu là body language mình nói đầu ra dấu mình học được những từ cơ bản ví ăn cơm tắm giặt đại khái yeah. cũng như có một lần thanh mai mà thôi cũng không muốn nhắc lại cái chuyện buồn này làm gì có một lần có một người nói là tôi học được cái từ là, là uh, thon à, là vàng á hỏi làm sao biết nó tôi chỉ biết con từ đó lúc vượt biên thôi tại vì bị hại tặc đó rồi uh, thái đó nên là uh. nhảy lên tàu thon thon uh. tức là nó diễn tả là có đeo có vàng gì vậy không đó thì nó nói cái từ thon đó cho nên anh chàng nói bây giờ nói về búp bê khung ma thon nó nói thon là, là là là, vàng đó. thì đại khái mà nó ủa sao biết vậy anh nói tại cái từ đó học hồi đó vượt biên đó đại khái là như vậy rồi bây giờ trong cái trường hợp mà thí dụ như là họ ra họ được gọi về 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 hearing đi thì thường thường nếu mà cái hearing lần đầu tiên nếu như mà họ À, không có được à, không 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 có được pass cái lần hearing đó ra tòa lần đó thì chuyện gì xảy ra đối với những người mà người lớn mà dạng tị nạn như thế này hả luật sư ha. Ừm um, yeah, so lúc mà đi xin tị nạn á thì phải trình bày cái câu chuyện của mình với tòa di trú, với bà tòa di trú và phải thường thường cái 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 cái, cái um, time đó đó thì khoảng chừng 3 4 tháng và nếu mà mình thua thì mình có cơ hội để mình bỏ cái gì đó appeal là là khiếu nại được hai ba lần nữa. So một cái case như vậy có thể kéo dài ra đến một năm luôn mới xong và cũng tòa với chú cũng có cơ hội để xin cái gọi là uh, cái bon để thứ thế ừ. ừ. Cái bon thế chân để ra khỏi tù để mình cũng có thể uh, tiếp tục đi đi xin tị nạn được. Ừ nha. Yeah. So um, và nhà cũng đang đang uh, giúp anh đang hy có hy vọng là sẽ được uh, cái bon của bà tòa để khỏi khỏi ở trong đó lâu ngày. Mà thường thường cái bon như vậy thì bản thân họ phải 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 đóng cái... tại vì những người yeah. mà những người mà xin uh, tị nạn chính trị như vậy thì uh, có trường hợp nào mà luật sư thấy là họ không có khả năng tài chính và không có thân nhân ở đây thì họ làm sao khi mà bây giờ mới biết được có cái gì Mỹ có cái vụ mà bon thì họ nếu không có tiền thì phải ở tiếp tục thôi hả? đúng rồi mẹ. thì phần đông cái cái trường hợp đó xảy ra rất là nhiều cho những người mẹ. Ừ. mà mà Việt Nam á, thì nếu mà người ta đã đang đi qua Mỹ thường thường thì cũng có người biết biết thân nhân hay là bà con giúp người ta trả cái 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 thế chân đó ừ. à, rồi được ra phần đông là lấy lấy có cái bond đó thì khó hơn là trả tiền. <laughs> Ừm, thì là vậy. Yeah. Và với những cái dạng mà tị nạn như vậy đó luật sư thì thường là họ có ở border tức là ở biên giới của Mỹ, đa phần là ở biên giới Mỹ hay là biên giới của Texas. So, người ta vô á, một là biên giới với lại Senegal hai là đi vô biên giới texas ừ. nhưng mà sở di trú sau khi mà đã đã bắt được người ta rồi á thì có thể chuyển người ta đi bất cả tù bất nào đúng. ở trong nước mỹ nhà ừ. yeah, hồi trước á thì thôi nha cũng có nhiều khách À, chuyển về Orange County ở ừ. Santa Ana với lại Orange, ừ. tại vì um, lúc đó thì cơ sở police um, chấp nhận giữ những người đó nhưng mà sau đó hình như là biểu tình với lại ừ. với lại nhiều quá, rồi ừ. so người ta không có giữ những người đó ừ. cho ICE được, so ừ. bây giờ uh, bây giờ thì Orlando uh, có thể dự ở Orlando mm, California mm. hay là Thanh nhà cũng, cũng đã từng có khách ở Seattle, mm. um, New Mexico, Colorado, tùm mm. lớn hết là mm. có thể bị chuyển a lot of uh, different places, mm, mm. có thể là uh, Saint Louisiana. Dạ, mm. yeah. vâng, à, Thanh Mai à, nghĩ rằng là trong những giây phút ngắn ngủi vừa qua, luật sư Thanh Nha phạm đã gửi đến những cái thông tin rất là hữu ích và cập nhật nhất về tình hình mà À, những người xin tị nạn ở biên giới của nước Mỹ như thế nào là gồm có một dạng đó là dạng trẻ em ồ ạt à vào nước Mỹ và bên cạnh đó cũng có một à, dạng nữa là à, liên đới đến quê hương Việt Nam của chúng ta à, vì tình hình à, ở trong nước mà bây giờ có những cái trường hợp là xin tị nạn à, với dạng đặc biệt và họ đi như thế nào à, và Thanh Mai rất là cảm ơn sự theo dõi chương trình Luật pháp và xã hội của quý vị chúc quý vị có một ngày thật sự là bình an và hạnh phúc và hẹn quý vị trong chương trình lần tới xin chào quý vị